狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，你接上我手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。Tập 8. Tìm thảo dược giải cứu Woody. Cậu còn có thể mua đồ uống vào lúc này á? Cậu ấy không mua đồ uống, cậu ấy đang nói chuyện với người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh? Người ngoài hành tinh nào ở đây? Ra đây nào. Xin chào. Hả? Người ngoài hành tinh. Đây là bác sĩ Beverett đến từ hành tinh Retail. Ông ấy đang trong bình lọc để cung cấp đồ uống cho hành tinh cổ tích. Xin chào bác sĩ Beverett. Ông có đồ uống thảo dược lạnh không ạ? Cháu cảm ơn. Có rất nhiều người ngoài hành tinh sống tại hành tinh cổ tích. Đúng vậy. Họ đã tồn tại với chúng ta một cách bình thường trong nhiều năm, nhưng không ai biết sự tồn tại của họ. Bác sĩ Table. Bác sĩ T. Không phải người ngoài hành tinh à? Tớ đói quá, vì chạy cả ngày rồi. Không. Không. Xin lỗi bác sĩ Che. Ơi. Cậu đang muốn ăn tôi à? Củ cà rốt biết nói kìa. Tôi là Baron Robert Tasty, đến từ hành tinh hoa Crucier. Carrot Tasty. Xin lỗi ngài. Ngài có thể cho chúng tôi xin một chút thảo dược lạnh được không? Vì bạn lịch sự như vậy, nên bạn cầm lấy đi. Xin cảm ơn ngài. Nó có thật sự ngon không nhỉ? Đây là thuốc, và nó rất tệ với những người không bị ốm. Nó không tốt cho sức khỏe hả? Những điều xấu cho sức khỏe, tất cả dường như là ngon. Như là mì ăn liền nè, khoai tây chiên, kẹo. Cái này cũng ngon lắm đó. Ôi, nó có vị đắng. Đúng ra là nên đặt tên nó là Leap Changer cực đắng, hoặc Blaze Rider siêu đắng. Đi tiếp nào. Được rồi. Ôi, nó chua. Ê, 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 ê.
Ôi. Cậu ổn chứ? Làm thế nào cậu có thể lấy chúng một cách ngẫu nhiên như vậy? Cậu ấy cắn hết thảo dược lạnh rồi. Thế thì nó sẽ cay đắng như thế nào nếu giải quyết được? Vô cùng cay đắng. Chín mươi tám, chín mươi chín, 100. Woody có thể được cứu rồi. Ôi không không. Chờ đã. Ở đây chỉ còn 99 loại. Thiếu mất Baron Robert. Nó ở đâu nhỉ? Đây nè. Trả lại cho tớ lá cà rốt đi. Cậu đứng dịch ra. Đây rồi. Nó ăn mất lá rồi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một cái mới. Trời tối rồi, nhanh lên. Tiến sĩ Miho, bác quay trở lại rồi. Hả? Nhanh lên, đừng để nó đi. Ta sẽ quay trở lại ngay sau khi kiểm tra tầng hầm. Bác chờ đã. Gigi Bon, bắn nó. Chạy thôi. Cứu, cứu với. Cứu với. Cứu với. Cứ chạy thôi. Nó không phải là một con cua sao? Làm sao nó có thể đi thẳng được? Sao lại có người mang cái nắp cống đi ngay tại đây chứ? Hiện giờ chúng ta đang ở dưới lòng đất. Chúng ta có thể an toàn ở đây trong một thời gian. Ôi đừng đuổi theo ta nữa, ta không ngon đâu. Đừng đuổi theo nữa. Này, ngươi ăn kẹo không? Ôi. Bạn có cần chăm cứu không? Tôi có thể kiểm tra sức khỏe miễn phí cho bạn. Đã xảy ra lỗi với khớp của bạn. Bạn có thể di chuyển nhờ hai càng. Nếu hai chân sau bị trói, bạn không thể cử động được. Ra là vậy. Ngay bây giờ, đi đi IC. Đi đi. Được rồi. Tớ ở đây rồi. Rồi sao nữa? Thôi xong.
Ôi trời ơi. Chúng tôi không ngon lành gì đâu. Hãy thử cái này đi. Gigi Bon, S đã đi. IC, các cháu không sao chứ? Tiến sĩ Miho, chúng cháu không sao. Hả? Nó sợ quả ốc chó này hả? Đương nhiên, lạnh và nóng hạn chế lẫn nhau. Vì vậy, loài cua này mang tính lạnh là sợ quả ốc chó mang tính nóng. Lạnh. Cua lạnh. Với nó, chúng ta sẽ có được 100 loại thảo dược. Ồ, đúng rồi. Hay quá. Hay quá rồi. Ôi, nó ngon quá. Tao muốn nhiều hơn nữa. Tớ sẽ đi lấy nó. Nó ngon hả? Tớ có tin được những gì cậu nói không? Không hề đắng chút nào. Nó rất là mát, giống như là coca lạnh vậy á. Coca lạnh. Ôi, đắng quá, đắng quá. Làm sao mà lại có cái món này tồn tại trên thế giới được nhỉ? Bệnh nhân cần thuốc thì mới thích uống chúng. Cậu chỉ có thể cảm thấy đắng nếu như uống nó thôi. Đến giờ ăn rồi. Bữa tối siêu ngon tuyệt vời. Chúng được thu thập sau khi ta tìm kiếm toàn bộ vũ trụ. Hãy cùng nhau thưởng thức bữa ăn nào. Ủa? Tại sao lại đắng như vậy? Cậu đã uống thuốc, mùi vị của nó sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Hả? Vậy mọi thứ tớ ăn trong tuần này sẽ có vị đắng sao? Thế còn kẹo của tớ thì sao? Chuyện này đơn giản thôi mà. Tớ sẽ chăm sóc cây kẹo của cậu trong tuần này. Tớ sẽ không bao giờ uống thuốc một cách lung tung nữa. Chào chị.